Nếu như bạn đang muốn phát triển bản thân và cải thiện cuộc sống của mình ấy, dù là về học tập, sự nghiệp hay là đời sống cá nhân ấy, thì cái cách tốt nhất mà bạn có thể làm ấy, đó là hãy xây dựng cho mình những cái thói quen tích cực. Mình biết ấy, chúng ta đều đã từng được nghe cái lời khuyên này không ít lần rồi, và chúng ta đều ngầm hiểu đó là cái việc mà mình cần làm để có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống. Nhưng mà với những người mới ấy, thì việc này thật sự không hề dễ, nhất là khi có quá nhiều thứ cần làm mà chúng ta không biết là phải bắt đầu từ đâu cả. Và trong nội dung của mình ngày hôm nay, mục tiêu của mình ấy là sẽ đơn giản hóa vấn đề này hơn một chút. Những cái câu trả lời mà bạn cần ấy đều sẽ chỉ nằm ở 4 cái thói quen này thôi. 4 cái thói quen cực kỳ cơ bản và hiệu quả, và nó sẽ có thể giúp cho bạn phát triển được bản thân mình một cách toàn diện. Toàn diện có nghĩa là như thế nào? Toàn diện ở đây ấy, là nó sẽ bao gồm cái sự phát triển cả về thể chất, tinh thần, hiểu biết và tư duy. Thử tưởng tượng ấy, là nếu như cuộc sống của bạn có cái sự cải thiện ở tất cả những khía cạnh này thì bạn sẽ có thể trở nên xuất sắc hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn thế nào. Và đây cũng chính là những cái thói quen mà mình đang áp dụng. Nó cũng đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mình từ một cái chỗ khá là thất bại cho đến thời điểm hiện tại. Well, cũng bớt thất bại hơn một chút. Nhưng mà bên cạnh việc giới thiệu cho bạn những cái thói quen đó là gì thì mình còn sẽ giải thích sâu hơn một chút để mọi người có một cái hiểu rằng tại sao những cái thói quen đó là cần thiết và nó sẽ giúp ích như thế nào cho cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó cũng sẽ là một số những cái gợi ý từ mình để bạn có thể áp dụng được những cái thói quen đó vào cuộc sống hàng ngày. Đây là một nội dung mà mình đã ấp ủ từ khá là lâu rồi, và mình nghĩ đây là một cái thời điểm không thể phù hợp hơn. Nếu như bạn đã sẵn sàng ấy, thì mình cùng bắt đầu nhé. Cái thói quen đầu tiên ấy cũng là một cái thói quen thử thách nhất đối với mình, đó là việc vận động cơ thể. Nghe rất là quen thuộc đúng không? Nhưng mà để mình giải thích sâu hơn một chút. Cái cơ thể sinh học mà bạn đang có ấy, sau hàng trăm triệu năm tiến hóa thì nó đã được tối ưu cho cái nhu cầu di chuyển, vận động và sinh tồn ngoài thế giới tự nhiên. Nhưng mà trong cái thế giới hiện đại ngày nay á, thì cái nhu cầu vận động của chúng ta đã giảm đi đáng kể. Chúng ta có các phương tiện để di chuyển, có máy móc để làm được mọi thứ từ xa, có các thiết bị thông minh để giải quyết được cái nhu cầu giải trí ngay tại chỗ mà hầu như không còn phải vận động quá nhiều. Và cái sự mất cân bằng về lối sống như vậy ấy, trong các nghiên cứu được gọi là sedentary lifestyle, và nó sẽ dẫn đến rất là nhiều vấn đề. Không phải chỉ là vấn đề về sức khỏe mà còn là cả những cái vấn đề về tâm lý. Vậy thì cái thói quen rèn luyện cơ thể ấy, nó mang lại cho chúng ta những cái lợi ích gì? Nhiều người hiểu đơn giản việc vận động, chơi thể thao chỉ là vì cái nhu cầu thẩm mỹ để giảm mỡ, tăng cơ, giúp cho cái cơ thể của mình ấy không phải là nguyên nhân khiến cho người khác bị đau mắt. Và mình không thể phủ nhận, đây là một cái nhu cầu chính đáng. Nó có thể giúp chúng ta cải thiện được cái sự tự tin về ngoại hình của mình. Nhưng mà thực chất ấy thì cái giá trị thật sự của việc rèn luyện thể chất nó còn vượt xa hơn như vậy. Cái thứ nhất ấy, việc vận động thường xuyên giúp cho chúng ta giảm bớt được những cái nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, về xương khớp cũng như là nhiều vấn đề khác. Nó giúp giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh như là endorphins, serotonin và dopamine, giúp cho chúng ta cải thiện tâm trạng của mình, được cảm thấy thoải mái hơn, hưng phấn hơn và có nhiều năng lượng hơn trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó ấy, thì việc rèn luyện thể chất cũng đồng thời cải thiện được bộ não của bạn theo một cách cực kỳ đáng kể. Nghiên cứu cho thấy rằng là thói quen này giúp gia tăng được neuroplasticity, tức là cái mức độ đàn hồi của não bộ, giúp gia tăng chất xám ở cái vùng não hippocampus, giúp cho bạn dễ dàng học được những cái kỹ năng mới và giúp cho tâm trí của bạn giữ được cái sự minh mẫn và tinh nhanh kể cả khi là bạn đã có tuổi. Không những thế, khi mà bạn dần hình thành được cái thói quen vận động thì bạn cũng sẽ dần để ý nhiều hơn đến cái thói quen ăn uống của mình. Bạn sẽ chịu khó ăn sạch hơn, ăn đúng bữa, ăn đủ chất để cái công sức tập luyện của bạn không bị bỏ phí. Và cuối cùng ấy, cho dù là bạn tập các cái bài tập về sức mạnh, sức bền hay là mức độ dẻo dai ấy, thì nó cũng sẽ đều thử thách cái sức chịu đựng của bạn, giúp cho cái nền tảng tinh thần của bạn được trở nên kiên cường hơn. Và bản thân mình là một cái người khá là lười vận động. Việc hình thành thói quen này đối với mình ấy, từng tốn khá là nhiều thời gian. Nhưng mà ở chiều ngược lại ấy, thì cái sự thay đổi mà nó đã tạo ra cho mình là cực kỳ rõ thấy. Với kinh nghiệm của một cái người lười vận động như mình ấy, thì mình nghĩ cái cách dễ nhất để bạn bắt đầu với cái thói quen này đó là hãy bắt đầu với cả từng bước nhỏ. Start small. Nghĩa là đừng ép bản thân mình phải vận động ở một cái cường độ quá lớn ngay từ lúc bắt đầu. Bởi vì là nếu như cơ thể của bạn không chịu được quá đau hay là quá mệt ấy, thì chúng ta sẽ rất dễ bỏ cuộc và không thể duy trì. Vậy nên là hãy bắt đầu nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà quan trọng ấy là bạn sẽ cần phải có một cái sự đều đặn, biến nó trở thành một phần trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Mỗi ngày bạn chỉ cần 30 phút thôi cũng được. Rồi dần khi mà cơ thể của bạn có thể thích nghi được ấy, thì bạn có thể tăng cái độ khó lên một chút. Bên cạnh đó ấy, là hãy bắt đầu tại nhà trước đã. Nâng một cái gì đó nặng hoặc là xỏ giày ra ngoài chạy. Hãy làm quen với việc này trước khi bạn bỏ tiền ra cho các phòng tập gym, bởi vì là có rất nhiều bài tập chất lượng, không cần đến đồ nghề hay là thiết bị gì phức tạp. Bạn chỉ cần lên YouTube tìm hiểu và làm theo, Mình nghĩ đó là một cái xuất phát điểm khá là tốt. Cái thói quen tiếp theo cũng là một cái thói quen cực kỳ thử thách đối với người trẻ ngày nay, đó là đọc sách. Mình biết đấy, vì sinh ra trong một cái kỷ nguyên của Internet và đã quá quen thuộc với việc tiêu thụ những nội dung ngắn, thì việc ngồi xuống để đọc hết một cuốn sách là một việc đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, sự tập trung và sự tự chủ vô cùng lớn. Và đây đều là những thứ rất là khan hiếm. Nhưng mà mình thấy có một cái sự thật thế này, điều gì mà nó càng đòi hỏi cái sự cố gắng của bạn ấy, thì cái tác động mà nó tạo ra cho bạn cũng càng lớn. Đó là lý do vì sao mà ở cái thời đại này, khi mà mọi thông tin có thể dễ dàng được tìm thấy trên mạng, mình vẫn cho rằng việc đọc sách là một cái thói quen cực kỳ quan trọng. Nếu như bạn chọn được những cái cuốn sách mà nó phù hợp với mình và bạn đọc nó bằng một cái sự chú tâm và nghiền ngẫm, thì mình tin là bạn sẽ học được từ sách những cái kiến thức chất lượng hơn rất nhiều so với cả những cái thông tin vụn vặt trên Internet. Bạn sẽ không chỉ biết những cái thứ bề nổi, mà bạn sẽ hiểu sâu vấn đề hơn, sâu chuỗi được nó với nhiều vấn đề khác, và thậm chí là tự đối chiếu nó với chính trải nghiệm sống của mình. Thậm chí là thông qua những trang sách thì bạn có thể được gặp gỡ với cả những vị vĩ nhân trong quá khứ như là Socrates, Marcus Aurelius hay là Lão Tử. Như thế là đang được vượt qua thời gian để trò chuyện cùng với họ. Đối với mình thì đây là một trải nghiệm khá là phi thường và nó mở rộng cái thế giới quan của mình theo một cái cách mà mình không thể tưởng tượng được. Đối với mình thì sách đóng một cái vai trò cực kỳ lớn trong cái quá trình trưởng thành của mình. Thậm chí không quá khi nói là mình mang ơn những cái cuốn sách mà mình từng đọc. Và đó cũng là cái cảm hứng để bản thân mình nuôi cái ước mơ được trở thành một tác giả. Về thói quen đọc sách thì mình tạm chia ra thành 4 nhu cầu chính. Đầu tiên là đọc để phát triển bản thân. Đó là những cái cuốn sách giúp cho bạn nâng cấp được chính mình, nâng cấp trên góc độ của một con người. Những cái cuốn sách giúp cho bạn cải thiện được cuộc sống, tạo ra những cái sự thay đổi về mindset, về thói quen hay là về những cái kỹ năng quan trọng. Tiếp theo là đọc để phát triển chuyên môn. Đó là những cái cuốn sách mà nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi, những cái kỹ năng mà bạn cần có để phát triển sự nghiệp. Chẳng hạn như là với mình để phát triển công việc làm sáng tạo nội dung thì mình phải đọc thêm một số những cái đầu sách liên quan đến truyền thông, social media, kinh doanh. Cái nhu cầu thứ ba là đọc để nâng cao trình độ văn hóa. Chẳng hạn như là những cuốn sách về lịch sử, về thế giới, về xã hội như là cái cuốn Sapiens, lịch sử loài người rất là nổi tiếng của Yuval Noah Harari, hay là những cái cuốn sách pop science khác để mình hiểu hơn về cái thế giới xung quanh mình. Thậm chí là mình cũng sẽ thêm vào cái nhóm này những cái tác phẩm kinh điển về văn học hay là triết học, những cái cuốn sách có giá trị rất lớn trong lịch sử văn minh loài người, để mình có thể nâng cao được vốn từ, vốn hiểu biết cũng như là cái khả năng cảm thụ của mình. Và cuối cùng là bạn có thể đọc vì tò mò. Có một cái chủ đề nào đó mới mẻ đối với bạn, khiến cho bạn cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu sâu hơn, thì mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là xứng đáng thời gian. Đọc để giải trí đối với mình cũng là một cái hình thức giải trí rất là lành mạnh. Và để hình thành được cái thói quen này thì mình nghĩ là việc đọc đúng sách sẽ là rất quan trọng. Vậy nên là hãy thử xác định xem là bạn đang cần gì ở ngay thời điểm hiện tại. Một cái trang web mình khá là yêu thích dành cho việc này đó là goodreads.com. Mọi người có thể lên đây tra cứu thông tin về sách, về tác giả, hoặc là đọc những cái lời review khen chê của người khác để có được một cái đánh giá đúng nhất về sách trước khi mà bạn quyết định xuống tiền mua. Bên cạnh đó thì mình cho rằng là việc đọc những cái cuốn sách khó, những cái cuốn sách mà nó có trình độ chuyên môn cao một mặt nó sẽ rất là thử thách chúng ta, nhưng mà mặt khác thì cũng chính cái sự thử thách đó sẽ nâng cao được cái năng lực đọc của mình. Vậy nên là một khi mà bạn đã hình thành được cho mình cái thói quen này thì đừng ngại thử thách bản thân với cả những cái cuốn sách khó hơn, đọc những thứ vượt lên trên khả năng của mình một chút, bởi vì đó sẽ là một cái cách cực kỳ hiệu quả để tư duy và nhận thức của bạn được phát triển. Nếu như bạn đã theo dõi channel của mình được một thời gian thì bạn cũng sẽ biết là mình đã nhắc đến cái thói quen tiếp theo này rất nhiều lần rồi. Đó là thói quen viết. Và mình có lý do cho việc này. Đây là một thói quen có thể mang lại những giá trị cực kỳ lớn, nhưng mà lại không thường được nhiều người nghĩ đến khi nói về phát triển bản thân. Nó rất là underrated. Nhưng mà khi bạn ngồi xuống viết, chẳng hạn như là để nêu ra quan điểm của mình về một vấn đề, để ghi chép lại những gì đã xảy ra trong cuộc sống, hoặc chỉ đơn giản là viết về những cái cảm nhận của mình ở dưới phần comment trong video này chẳng hạn, thì bạn cũng sẽ thấy rằng là viết chính là tư duy. Rèn luyện thói quen viết cũng chính là khi mà bạn đang rèn luyện cho mình cái khả năng biến những cái suy nghĩ trong tâm trí mình ra thành ngôn từ. Bạn đang biểu đạt những cái cảm xúc bên trong mình ra thành hình tướng và đang sâu chuỗi lại các ý tưởng một cách mạch lạc và có tính hệ thống. Nó là một cái quá trình có tính sáng tạo, và viết cũng là cái cách dễ dàng nhất để bạn có thể tự nhìn nhận được nội tâm của mình, giúp cho bạn vượt qua được những cái thiên kiến, những cái điểm mù về nhận thức để có thể tự thấu hiểu bản thân mình một cách sâu sắc hơn. Viết thậm chí còn là một cái hình thức giúp cho bạn tự chữa lành cho chính mình. Nó được ứng dụng trong nhiều hình thức trị liệu tâm lý như là narrative therapy, journal therapy hay là cognitive behavioral therapy. Bởi vì đây là một cái phương tiện giúp cho bạn giải phóng được nội tâm của mình, giúp cho bạn được cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn và sáng suốt hơn khi mà mọi thứ được viết ra. Và ứng dụng của viết trong điều trị tâm lý đã được trở nên phổ biến kể từ một nghiên cứu của tiến sĩ James Pennebaker từ khoảng cuối những năm 80. Trong cái nghiên cứu này thì ông phân chia người tham gia thành hai nhóm. Một nhóm được yêu cầu viết về những cái chủ đề không quan trọng, và một nhóm ấy được yêu cầu viết về những cái cảm xúc sâu sắc nhất bên trong họ, về một cái trải nghiệm khó khăn mà họ từng trải qua trong quá khứ. Và họ phải viết trong vòng khoảng từ 15 cho đến 20 phút mỗi ngày, xuyên suốt trong một khoảng thời gian. Và kết quả cho thấy rằng là những người ở nhóm thứ hai có những cái sự cải thiện rất đáng kể trong cuộc sống chỉ trong vòng 6 tuần. Họ trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, bởi vì là cái trải nghiệm viết đó giúp cho họ nhận diện và tháo gỡ được những cái nút thắt ở bên trong mình. Có thể thấy viết là một cái phương thức để bạn giao tiếp với những giá trị sâu hơn ở bên trong mình. Và rất nhiều khi đó cũng là nơi mà câu trả lời cho những vấn đề của bạn được tìm thấy. Bản thân mình ấy, là một cái người viết lâu năm thì mình thấy đây là một cái thói quen cực kỳ dễ để bắt đầu, mà giá trị của nó ấy, thì không thua kém bất kỳ cái thói quen nào khác trong đây cả. Thậm chí là cái thói quen hiệu quả nhất để giúp cho bạn mài giũa được cái năng lực tư duy của mình. Và khi chúng ta chỉ đơn giản là viết cho chính mình, không bị áp lực là phải viết hay là bị thầy cô chấm điểm ấy, thì đó cũng là khi mà chúng ta viết ra được những cái gì sâu sắc nhất và chân thực nhất. Và như mọi người cũng biết ấy, thì bản thân mình có một cái khóa học sử dụng viết như là một cái công cụ để qua đó bạn có thể kết nối và khám phá chính bản thân mình. Cái khóa học này mới được mình rebrand lại với cái tên gọi là Know Thyself, viết để thấu hiểu bản thân. Và cái mục đích của khóa học ấy cũng đúng như cái tên gọi của nó vậy. Đó là để giúp cho bạn hiểu được mình là ai, mình có những cái giá trị gì, có cái thế mạnh gì, có cái câu chuyện gì. Và từ đó ấy, nó sẽ giúp cho bạn thiết lập một cái mối quan hệ lành mạnh và tích cực hơn với chính bản thân, cũng như là tìm ra cho mình một cái định hướng phát triển trong tương lai. Nội dung của khóa học được mình thiết kế cho 12 tuần, với mỗi tuần tương ứng với cả một cái chủ đề chuyên biệt, được sắp xếp một cách có chủ đích, giống như là một cái hành trình bao gồm 3 giai đoạn. Đầu tiên là trở về bên trong, tiếp theo là đối diện với cả những cái sự thật bên trong mình, và cuối cùng là vượt qua những vấn đề của bản thân và sáng tỏ hơn về cái con đường phía trước. Khi tham gia khóa học ấy thì bạn sẽ có những cái bài tập thực hành dưới dạng là những cái câu hỏi gợi mở mang tính chiêm nghiệm, để qua đó bạn có thể tự nhìn nhận, soi chiếu, phản tư và viết ra những cái cảm nghĩ trong lòng mình. Và tất nhiên ấy, ở đây không có đúng sai hoặc là hay dở, mà cái mục đích của nó ấy, chỉ đơn giản là giúp cho bạn suy nghĩ, giúp cho bạn thấu hiểu bản thân và hình thành được cái thói quen viết trong cuộc sống của mình. Nếu như bạn quan tâm đến Know Thyself, viết để thấu hiểu bản thân, thì mình sẽ để thông tin ở đường link bên dưới nhé. Và cuối cùng ấy, nếu như bạn hoặc là quan tâm đến đời sống tâm linh, hoặc là quan tâm đến những cái nghiên cứu của tâm lý học hiện đại, thì chắc hẳn là bạn sẽ biết đến cái thói quen này, đó là thiền chánh niệm hay là mindfulness meditation. Đây là một cái nghi thức thực hành tâm linh có nguồn gốc từ Phật giáo, nhưng mà ngày nay ấy, rất nhiều người xem nó đơn thuần như là một cái thói quen tích cực để thực hiện hàng ngày. Và thực tế ấy, là bạn có thể thực hành thiền cho dù là cái niềm tin tâm linh của bạn là gì đi chăng nữa. Nó cũng chỉ là một cái thói quen giống như là đọc sách, viết hay là tập thể dục mà thôi. Và việc này ấy, đã được khoa học minh chứng là sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Thiền chánh niệm ấy có thể nói là một cái chủ đề nghiên cứu nổi bật nhất trong tâm lý học và khoa học thần kinh trong vòng khoảng 20 năm gần đây. Khi mà cái nghi thức này được dần trở nên phổ biến ở phương Tây, chẳng hạn như là trong các trường học ở châu Âu hay là ở các tập đoàn công nghệ lớn tại Silicon Valley, thì nó cũng dần được giới khoa học quan tâm nhiều hơn. Và các nghiên cứu cho thấy rằng là cái thói quen này, mặc dù chỉ đơn giản là ngồi yên tại chỗ, không làm gì cả và chú tâm đến cái hơi thở của mình thôi, nhưng mà nếu duy trì về lâu dài thì nó sẽ có thể tạo ra những cái sự ảnh hưởng vô cùng tích cực. Và không phải ngẫu nhiên mà các truyền thống văn hóa phương Đông đã duy trì cái nghi thức này trong suốt hơn 2.000 năm nay. Cái lợi ích đầu tiên của thiền là nó sẽ giúp cho chúng ta tập trung được tốt hơn. Việc duy trì được cái sự chú ý của mình ở một đối tượng nhất định giúp cho chúng ta kích hoạt được cái vùng não prefrontal cortex và làm chủ được những cái suy nghĩ và hành vi của mình tốt hơn. Mà khi tập trung tốt hơn thì tất yếu là mọi thứ chúng ta làm cũng sẽ được trở nên hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì thiền còn tác động đến hai vùng não là hippocampus và amygdala, giúp cho chúng ta nâng cao được cái năng lực học tập, cải thiện trí nhớ, đồng thời là giảm đi áp lực căng thẳng và giúp cho chúng ta cân bằng được trạng thái cảm xúc. Vì những cái lợi ích này mà giáo sư John Kabat-Zinn đã ứng dụng thiền chánh niệm vào một cái liệu pháp điều trị tâm lý được gọi là MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, một cái phương pháp trị liệu rất là phổ biến tại Mỹ ngày nay. Nếu như so sánh tâm trí của chúng ta giống như là một con ngựa hoang không thể kiểm soát, thì việc thực hành thiền sẽ giúp cho chúng ta có thể thuần phục được nó. Nó là cái cách để chúng ta có thể quan sát, thấu hiểu và quản lý được tâm trí của mình. Thiền là cái cách giúp cho chúng ta được trở nên tự do khỏi những cái vòng lặp cảm xúc, tự do khỏi những cái phản ứng bản năng, hay là tự do khỏi những cái tác động từ bên ngoài, và giúp cho chúng ta có được một cái sự tự chủ tốt hơn. Bản thân mình cũng bắt đầu thực hành thiền từ năm 2018 sau khi mà mình được truyền cảm hứng bởi một số những cái cuốn sách rất là nổi tiếng về đề tài này, chẳng hạn như là The Power of Now, The Mind Illuminated hay là Mindfulness in Plain English, cũng như là việc được biết đến những cái lợi ích của thiền qua các nghiên cứu khoa học. Và sau khi duy trì được cái thói quen này trong vòng vài tháng ấy, thì mình dần cảm nhận thấy cái sự khác biệt, cảm tưởng như là nó giúp cho mình trải nghiệm được cuộc sống một cách sâu hơn. Mình biết là điều này nghe hơi trừu tượng, nhưng mà thật sự thì với mình nó là như vậy. Mình có thể dễ dàng tập trung vào công việc và vào được trạng thái flow. Mình có thể duy trì được cái sự bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống. Mình có thể quản lý được tâm trí của mình tốt hơn, không bị trượt vào những cái dòng suy nghĩ tiêu cực. Mình có thể tìm thấy được cái sự thích thú trong mọi thứ, kể cả là những cái thứ rất là bé nhỏ, như là một cái cảnh trời đẹp, một cái bản nhạc hay là một trang sách có nhiều giá trị. Và tất cả những cái hiệu ứng đó ấy, giúp cho chất lượng cuộc sống của mình được cải thiện, và là cải thiện từ tận gốc rễ, nghĩa là từ chính cái tâm của mình. Và để bắt đầu cái thói quen này ấy, thì cũng rất là đơn giản thôi. Nó không hề cao siêu như cái cách mà nhiều người cứ đang phức tạp hóa nó lên. Bạn chỉ cần dành ra cho mình một cái khoảng thời gian mỗi ngày, 10 phút hoặc là 20 phút, tùy thuộc vào năng lực của bạn, và ngồi xuống, không làm gì cả, và trải nghiệm cái sự tĩnh lặng. Trong lúc đó thì bạn hãy chọn một cái đối tượng để hướng cái sự chú ý của mình vào. Dễ nhất ấy, thì đó là hãy chú ý đến hơi thở của mình, cảm nhận cái cách mà bạn hít vào và thở ra. Và khi mà bạn làm việc này một cách tỉnh thức ấy, nghĩa là vừa chú ý đến hơi thở, vừa đồng thời giám sát cái sự chú ý của mình, thì bạn cũng sẽ thấy là ấy, tâm trí của mình sẽ có những cái sự xao nhãng. Nó sẽ suy nghĩ miên man đi nhiều chuyện khác. Và đây là một việc hết sức bình thường. Chúng ta chỉ cần tiếp tục quay trở về, tiếp tục chú ý đến hơi thở, và lặp đi lặp lại việc này nhiều lần. Chỉ cần bạn duy trì được cái thói quen này mỗi ngày ấy, thì bạn cũng sẽ dần cảm nhận thấy tâm của mình được trở nên tĩnh hơn, và cái nhận thức của mình ấy cũng dần trở nên sáng tỏ hơn. Lợi ích của thiền ấy rất là khó để nhìn thấy, nhưng mà khi thực hành đủ lâu ấy, thì mình tin là bạn sẽ có thể cảm nhận được nó rất là rõ rệt. Aristotle từng có câu nói thế này: "We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit." Có thể hiểu ấy là cuộc sống của bạn là kết quả của những gì mà bạn lặp đi lặp lại hàng ngày. Sự xuất sắc, sự thành công hay là sự hạnh phúc ấy, hay tất cả những gì tốt đẹp mà bạn đang theo đuổi, đều sẽ không phải là kết quả của sự may mắn, mà nó sẽ được định hình cho bạn theo thời gian, dựa trên chính cái cách mà bạn vận hành cuộc sống của mình mỗi ngày. Vậy nên ấy, cách thức hiệu quả nhất đã được chứng minh để cải thiện cuộc sống của bạn chính là việc tập trung cải thiện cho mình từng thói quen một. Chính những cái sự thay đổi nhỏ ấy, về lâu dài có thể tạo thành những cái sự thay đổi lớn. Và mình tin ấy là 4 cái thói quen mà mình đã chia sẻ trên đây sẽ tạo ra cho bạn một cái sự phát triển toàn diện. Thói quen rèn luyện cơ thể sẽ giúp cho bạn cải thiện được cả về thể chất và tinh thần. Đọc sách thường xuyên giúp cho bạn nâng cao được vốn hiểu biết của mình. Viết giúp cho bạn giải phóng được cảm xúc và tư duy một cách rành mạch sâu sắc hơn. Và thiền chánh niệm giúp cho bạn cải thiện được sự tập trung, tự chủ hơn về tinh thần và biết cách để tận hưởng cuộc sống. Với 4 cái thói quen này làm nền tảng trong cuộc sống của bạn hàng ngày ấy, thì mình tin là bạn sẽ sớm trở thành cái phiên bản tốt nhất mà bạn có thể trở thành. Và nó cũng sẽ giúp cải thiện cuộc sống của bạn ở nhiều phương diện. Một năm mới sắp đến rồi ấy, mình cũng hy vọng là một chút chia sẻ này đã mang đến cho bạn một chút cảm hứng, giúp cho bạn biết là mình cần phải làm gì để có thể tự tạo ra cho bản thân một cái sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Và ok, không biết là với những thói quen trên đây ấy, thì đâu là cái thói quen mà bạn đang muốn bắt đầu hình thành ngay ở thời điểm này? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và cuối cùng thì rất là cảm ơn bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Hy vọng là bạn đã nhận được nhiều giá trị hữu ích. Nếu như quan tâm và yêu thích ấy, thì đừng quên bấm theo dõi channel của mình để được xem thêm nhé. Hẹn gặp bạn lần sau.